Vậy là chúng ta đã hoàn thành hết 95% cái quá trình giao dịch của một môi giới bất động sản rồi. Có quá nhiều công đoạn phải không các bạn? Nếu các bạn muốn xem tất cả những cái công đoạn trước hoặc là những cái bài học trước của khóa đào tạo môi giới thì các bạn có thể tìm thấy ở phần bình luận của video này. Và tại sao tôi lại nói là đến ngày công chứng mua bán thì xong cái ngày công chứng mua bán thì mới hoàn thành 95%. Vậy 5% còn lại ở đâu? Tức là 5% còn lại tính là cái quá trình mà các bạn làm sổ hồng, cập nhật Nam Bộ sang Tây hoặc là đổi sổ mới cho khách hàng của các bạn đấy. Và thực ra thì cái hầu hết sau cái ngày công chứng mua bán thì chúng ta đã nhận đủ cái phiếu hoa hồng của mình rồi. Tuy nhiên cái giai đoạn cuối cùng này á, là chính là cái giai đoạn các bạn đi làm sổ cho người ta để chứng minh là cái sự uy tín của các bạn cũng như là cái chất lượng dịch vụ của các bạn, để quyết định xem là khách hàng tương lai người ta có còn quay lại với các bạn hay là không, hoặc là người ta có giới thiệu đến những khách hàng khác hay là không. Thì đây chính là cái khâu này rất quan trọng các bạn nhé. Vậy thì bài học ngày hôm nay tôi sẽ giúp cho các bạn các bước các bạn cần phải làm để cập nhật đăng bộ sang tên cho khách hàng đấy. Và trong cái quá trình trong cái bài học này thì có rất là nhiều khâu quan trọng, nó liên quan đến thủ tục hành chính của nhà nước, cho nên là tôi hy vọng các bạn hãy theo dõi cái bài học này thật là kỹ các bạn nhé. Và đặc biệt ở cuối video sẽ là những cái lưu ý về những cái giấy tờ quan trọng khi mà các bạn cần đi làm, các bạn nhớ chờ đón xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng vào bài học nào. Có một lưu ý nhỏ cho các bạn, đó là vào ngày công chứng mua bán thì các bạn hãy yêu cầu phòng công chứng sao y tất cả các giấy tờ liên quan cần thiết để đi cập nhật đăng bộ sang tên thành mọi thứ là 3 bản các bạn nhé. Sao y tất cả mọi thứ 3 bản, ngay cả là chứng minh nhân dân của bạn, tức là người được ủy quyền để đi làm những cái này cũng được phải sao y 3 bản các bạn nhé. Và hợp đồng công chứng mua bán trong ngày hôm đó cũng được sao y 3 bản. Rồi thủ tục của hai bên, những cái gì mà giấy tờ mà hai bên chuẩn bị cho ngày công chứng mua bán ấy, các bạn nhớ không ạ? Thì tất cả cái đó cũng cần sao y 3 bản các bạn nhé. Và cái lưu ý thứ hai thì thực ra cái thủ tục ở mỗi quận, mỗi tỉnh và mỗi địa phương sẽ có những cái khác nhau. Tuy là không nhiều nhưng mà cũng có những cái khác nhau. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi quận nó cũng sẽ cái thủ tục cũng sẽ khác nhau. Tuy nhiên là nó khác nhau về số ngày và những cái công đoạn nhỏ nhỏ trong quá trình làm thôi, không có quá to. Cho nên là không có quá khác so với những cái mà tôi định nói sau đây. Thì tôi sẽ lựa một cái quận tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là cái thủ tục này ở quận Phú Nhuận các bạn nhé. Cái quận này nó bao gồm tất cả những các bước mà nhiều lúc là nó sẽ khó khăn hơn những cái quận khác, cho nên là tôi cố ý là lựa cái quận này để nó tổng quát nhất và các bạn có thể là làm theo các bạn nhé. Rồi, cái thủ tục cập nhật đăng bộ sang tên gồm có 3 bước. Bước đầu tiên đó là bước đi xóa thế chấp. Xóa thế chấp tức là như thế nào? Tức là ở cái video hôm trước tôi đã nói là giả sử như ngân hàng, cái nhà này là vay ngân hàng đúng không, thì cái ngày công chứng mua bán khách hàng phải tới ngân hàng để tiến hành giải chấp và lấy cái tờ lấy cái sổ hồng ra rồi mới đi công chứng đúng không ạ? Và đồng thời người ta ngân hàng nó cũng sẽ đưa cho cái hai cho họ là hai cái tờ gọi là tờ xóa thế chấp, đơn xóa thế chấp đấy các bạn, có xác nhận của ngân hàng. Thì các bạn lúc này các bạn hãy đem những cái giấy tờ này, hai cái đơn xóa thế chấp từ ngân hàng này cộng với sổ hồng gốc và cái ủy quyền, cái giấy ủy quyền mà khách hàng đã chưa bạn đấy, cái giấy ủy quyền đó là ủy quyền sao y các bạn nhé. Đó là gồm 3 bộ hồ sơ, là 3 cái. Đầu tiên là sổ hồng, thứ hai là ủy quyền sao y và thứ ba là hai tờ đơn xóa thế chấp của ngân hàng. Các bạn nộp vào quận ủy ban dân quận các bạn nhé. Thì thường thì người ta sẽ hẹn 1-2 ngày sau thì người ta sẽ trả lại cho các bạn thôi, khá là nhanh. Xóa thế chấp này khá là nhanh các bạn nhé. Thì sau khi nộp xong ấy thì các bạn cũng đồng thời xin người ta là một cái bộ gọi là bộ một cái bộ hồ sơ đăng bộ các bạn nhé. Thì trong bộ hồ sơ này nó gồm có 4 giấy tờ sau. Đầu tiên á, là cái tờ đơn đăng ký biến động đất đai. Thứ hai á, là cái bộ tờ khai thuế phi nông nghiệp. Thứ ba là tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Và thứ tư là tờ khai thuế trước bạ đấy. Thì nó có 4 tờ này. Rồi, đó là xong bước đầu tiên các bạn nhé. Rồi bước thứ hai các bạn cần phải làm gì? Bước thứ hai các bạn cần phải lên phường để xác nhận nộp thuế phi nông nghiệp của phường. Tại sao lại có bước này? Vì một số phường, có thể một số quận sẽ có và một số quận không có các bạn nhé. Và cái quận Phú Nhuận mà tôi đang nói là có, chính tôi cố ý chọn cái quận này để giới thiệu cho các bạn, để phòng khi cái quận của các bạn hoặc là cái địa phương các bạn yêu cầu cái tờ này thì các bạn cũng biết cách làm nhé. Rồi, các bạn lên phường, tức là như thế nào? Phường của căn nhà đó, giả sử như căn nhà đó đặt ở quận phường 2 ở quận Phú Nhuận chẳng hạn, thì các bạn hãy lấy ủy ban nhân dân phường 2 quận Phú Nhuận và nộp những cái giấy tờ sau đây. Đầu tiên đó là cái tờ khai thuế phi nông nghiệp đấy. Tờ khai thuế phi nông nghiệp là nó nằm trong cái bộ mà lúc nãy ở bước 1 tôi đã nói đúng không ạ? Bộ đó gồm có 4 tờ, thì trong đó có một tờ gọi là tờ khai thuế phi nông nghiệp. Thì các bạn hãy điền cái tờ khai này, có rất là nhiều ổ trống nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn điền như thế nào ở đằng sau các bạn nhé. Và cái thứ hai đó là một sao y hợp đồng mua bán.
Thứ ba là một ủy quyền với ủy quyền sao y. Ủy quyền tức là người bán ủy quyền cho các bạn đi làm ấy, thì cái giấy ủy quyền này các bạn hãy sao y ra. Cái thứ tư đó là chứng minh nhân dân của người được ủy quyền, tức là chứng minh nhân dân của các bạn. Cái thứ năm là chứng minh nhân dân của khách hàng của các bạn, và bản sao y luôn các bạn nhé. Tất cả chứng minh nhân dân này là bản sao y các bạn nhé. Cái thứ sáu là bản sao y sổ hồng. Thì có sáu cái loại giấy tờ này, tôi lặp lại một lần nữa các bạn nhé. Đầu tiên là cái tờ khai thuế phi nông nghiệp này các bạn hãy điền vào. Thứ hai đó là cái sao y hợp đồng mua bán. Thứ ba là cái sao y giấy ủy quyền. Thứ tư là sao y chứng minh nhân dân của bạn là người được ủy quyền. Thứ năm là sao y chứng minh nhân dân của khách hàng của bạn, tức là người sắp đứng tên trên sổ ấy. Và thứ sáu là sao y cái sổ hồng, và các bạn nộp cái tờ này vào bên phường, ủy ban nhân dân phường. Thì một số phường ấy, người ta sẽ làm ngay lúc đó luôn các bạn luôn, xác nhận cho các bạn và đưa, tiến hành cho các bạn nộp thuế và đóng dấu cho các bạn ở đó luôn. Còn một số phường sẽ hẹn từ 1 đến 2 ngày. Thì giả sử như người ta hẹn đến 1 đến 2 ngày ấy, thì các bạn 1 đến 2 ngày sau thì các bạn quay lại, các bạn sẽ lấy cái gì? Các bạn sẽ lấy cái tờ khai này lại. Nhưng mà cái tờ khai này lúc này đã có xác nhận của phường đóng dấu và ký tên trên đó rồi các bạn nhé. Và thứ hai là các bạn hãy lấy biên lai thuế. Các bạn nộp thuế xong các bạn nhớ lấy biên lai. Biên lai để làm gì? Biên lai này để cho sau này khi mà các bạn cần bán ấy, bán cái nhà thì cái này cũng yêu cầu khi mà các bạn công chứng mua bán. Các bạn có nhớ bài học trước tôi nói không ạ? Đấy. Rồi, đây là xong bước 2 rồi các bạn nhé. Rồi. Bước thứ ba ấy, thì khi mà các bạn đã xong bước thứ hai thì các bạn có nhớ ở bước 1 không ạ? Người ta hẹn đến 1 đến 2 ngày đúng không ạ? Thì đồng thời các bạn cũng làm luôn bước 2 trong ngày hôm đó luôn. Thì sau 2 ngày, sau 1 đến 2 ngày thì các bạn lấy cái tờ giấy đi phường ra. Đồng thời các bạn lên trên quận cũng lấy cái tờ giấy mà giấy gọi là giấy hẹn kết quả, lấy cái tờ giấy mà xác nhận người ta đã xác nhận cho bạn trên sổ là tòa nhà này, căn nhà này đã được xóa thế chấp. Đấy, đã xóa thế chấp xong thì lúc này các bạn tiến hành nộp vô lại ủy ban nhân dân quận một lần nữa các bạn nhé. Nộp vô để người ta tiến hành làm cập nhật đăng bộ sang tên cho các bạn trên đó. Thì cái bộ hồ sơ này gồm những cái giấy tờ sau đây. Đầu tiên là một cái sổ hồng gốc. Thứ hai là hai cái sổ hồng sao y nha. Thứ ba là một cái hợp đồng mua bán gốc. Thứ tư là hai cái hợp đồng mua bán sao y. Thứ năm là hai cái bộ gồm có chứng minh nhân dân, hộ khẩu cũng như là đăng ký hôn của bên mua các bạn nhé. Thứ sáu đó là một bộ chứng minh nhân dân, hộ khẩu và đăng ký kết hôn của bên bán. Đấy. Thứ bảy là một cái giấy ủy quyền gốc. Và thứ tám là cái bộ hồ sơ mà các bạn đã xin những bước một, các bạn có nhớ không ạ? Bộ hồ sơ đó bao gồm cái tờ khai thuế phi nông nghiệp, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, tờ khai thuế trước bạ và đơn đăng ký biến động đất đai. Đấy. Đấy là gồm những cái bộ hồ sơ. Tôi lặp lại một lần nữa nhé, vì cái này rất quan trọng cho nên là tôi muốn các bạn lưu ý. Đầu tiên đó là một cái sổ hồng gốc. Thứ hai là hai sao y cái sổ hồng, hai sổ hồng sao y. Thứ ba là một cái hợp đồng mua bán gốc. Thứ tư là hai cái hợp đồng mua bán sao y. Thứ năm đó là hai cái bộ gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu và đăng ký kết hôn của bên mua. Thứ sáu là một cái bộ gồm cái chứng minh nhân dân, hộ khẩu và đăng ký kết hôn của bên bán. Và thứ bảy là giấy ủy quyền gốc, và thứ tám là cái tờ khai, những cái tờ khai mà các bạn đã xin từ bước 1 đấy, các bạn hãy điền vào. Nhưng có một lưu ý, cái tờ khai này, những cái tờ khai này ấy thì nó sẽ có rất là nhiều cái ô trống cho các bạn, thậm chí là một cái tờ giấy A4 là trên cái tờ khai là có mặt trước mặt sau rất là nhiều ô trống, và các bạn đôi lúc các bạn cầm lên là các bạn không biết phải điền như thế nào vì có rất nhiều thông tin các bạn không biết, có đúng không ạ? Và việc các bạn mà điền đúng hay điền sai hay điền thiếu điền thừa thì ủy ban này người ta cũng sẽ trả lại cho các bạn. Đấy, trong trường hợp các bạn điền thừa hay là điền sai thì người ta cũng sẽ trả lại các bạn. Đó chính là lý do tại sao có những cái nghề gọi là nghề chuyên làm dịch vụ này đó các bạn. Đó, cái nghề dịch vụ, những người dịch vụ này giúp cho người ta là tiết kiệm được thời gian, người ta làm những cái bước này cho họ. Nếu các bạn không biết thì các bạn phải đi lên đi xuống rất là mệt, mà thật ra nhiều lúc đôi lúc bên quận người ta cũng chả có ai để hướng dẫn cho các bạn làm việc này cả. Đấy. Thì với bản thân tôi á, làm một thời gian thì tôi cũng rút ra cho mình những cái kinh nghiệm này, và tôi có một cái bộ gọi là bộ làm mẫu đấy các bạn. Là mẫu thì nó bao gồm là những cái bước nào mình, những cái ô nào mình cần phải điền và điền những thông tin gì để tránh mình điền sai, điền không cần thiết thì nó sẽ dư và người ta sẽ trả lại rất là nhiều lần mệt. Thì tôi có cái bộ này. Nếu các bạn nào mong muốn có được cái bộ này ấy, thì hãy làm ba bước sau đây. Bước đầu tiên các bạn hãy like cái video này. Thứ hai thì các bạn phải share cái video này, và thứ ba là đăng ký cái kênh này của tôi nhé. Và nếu sau đó các bạn hãy gửi email tới hocviemoigiovn@gmail.com và yêu cầu tôi sau khi, và các bạn gửi những cái chứng thực là các bạn đã làm được qua bước này và thông báo là tôi muốn nhận cái tài liệu này, thì tôi sẽ gửi cho các bạn. Trong trường hợp là nếu như các bạn gửi sau 1-2 ngày mà tôi vẫn chưa trả lời thì các bạn hãy để lại bình luận dưới video nói lại cho tôi biết nhé. Đấy, thì sau khi các bạn đã nộp xong những cái bước này rồi ấy,
Bên quận người ta sẽ hẹn các bạn là khoảng từ cái giới hạn đấy thì khoảng tầm từ toàn bộ quá trình này từ khoảng tầm 10 đến 15 ngày làm việc các bạn nhé. 10 đến 15 ngày làm việc. Khi mà người ta đưa giới hạn cho các bạn ấy thì khoảng tầm một tuần sau hoặc là chưa tới một tuần thôi, người bên cục thuế sẽ thông báo cho hai bên lên làm việc. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đầu tiên á, người ta sẽ gọi hai bên lên, nếu như mà thuế mà ok á, người ta cảm giác cái giá mà các bạn khai trên hợp đồng công chứng mua bán là ổn hợp với giá thị trường thì người ta sẽ cho tiến hành cho các bạn nộp thuế đấy. Thứ hai, nếu như mà không, người ta cảm thấy là cái giá này không chính xác thì người ta sẽ gọi các bạn lên để làm việc đấy, gọi hai bên mua bán lên làm việc. Và hai bên mua bán thì nếu như mà sau khi nói chuyện với bên thuế thì người ta sẽ có hai cái phương án. Đầu tiên là người ta có thể là nếu như người ta đồng ý sửa đổi cái giá thì người ta phải đi đến phòng công chứng để làm lại một lần nữa, làm cái hợp đồng công chứng bổ sung để nâng giá lên. Hoặc thứ hai, nếu như người ta chắc chắn, người ta cam kết với họ là tôi là cái giá này thực tế là tôi bán cái giá này, thì hai bên phải viết giấy cam kết các bạn nhé. Hai bên phải viết giấy cam kết là tôi thực sự là bán cái giá này và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, thì có thể chọn. Và sau khi mà hai bước này xong rồi, giả sử như nộp lại và ok ấy, thì người ta sẽ cho các bạn đóng thuế và các bạn đem, các bạn có thể đóng ngay cục thuế luôn. Ở đó là người ta có một cái quầy ngân hàng làm việc ở đó, và các bạn nộp ở đó và các bạn lấy biên lai cũng như là xác nhận từ thuế là đã nộp, và các bạn đem cái biên lai này đem trở lại nộp lên quận các bạn nhé, nộp lại quận một lần nữa 3 đến 5 ngày sau thì các bạn lấy kết quả đấy. Thì tôi nói thì khá là dài nhưng mà thực ra thì toàn bộ quá trình khoảng tầm 10 đến 15 ngày làm việc, nó tùy. Nếu như trong quá trình mà các bạn nộp cái giá trên công chứng mua bán ấy ok, không có vấn đề gì hết thì nó khá là nhanh các bạn nhé. Rồi, và sau đây thì một số lưu ý, khi mà một số lưu ý cho những cái anh em làm môi giới, khi mà cái giấy tờ các bạn cần phải chuẩn bị, đó là đầu tiên, nếu như mà bên bán ấy trong người ta đổi chứng minh nhân dân và cái giấy cái số chứng minh nhân dân mới nó không trùng với số chứng minh nhân dân cũ trên cái sổ ấy, thì bên quận người ta cũng sẽ yêu cầu một cái giấy từ công an, đó là giấy mà đổi chứng minh số chứng minh nhân dân mới qua cũ qua mới, các bạn cũng phải nộp kèm cái giấy này các bạn nhé. Và thứ hai là nếu là bên bán là có một cái bất động sản duy nhất đấy, và người ta sở hữu cái bất động sản này trên 183 ngày hay còn gọi là trên 6 tháng ấy, thì người ta sẽ không cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên là người ta cần phải làm một cái giấy cam kết ở phòng công chứng ấy, người ta làm một cái giấy cam kết là cam kết đây là tài sản duy nhất của tôi ở trên đất nước Việt Nam này thì đó. Và người ta cũng, khi các bạn nộp bên quận thì các bạn cũng cần phải có cái giấy cam kết này nộp cùng với bộ hồ sơ các bạn nhé. Lưu ý nhé, thì hai cái lưu ý này rất là quan trọng, một cái là cái giấy đổi chứng minh nhân dân cũ sang mới, và thứ hai là cái tờ giấy cam kết tài sản duy nhất các bạn nhé. Rồi, đây là cái quá trình cập nhật đăng bộ sang tên. Còn nếu như mà khách hàng của bạn muốn đổi sổ thì quá trình cũng tương tự như vậy, chỉ có điều là nó cứ bước công đoạn nó dài hơn, đó là người ta phải gửi lên những cái phòng ban để người ta bên phòng ban xuống tiến hành đo đạc lại nhà các bạn, để cập nhật, rồi gửi lên những cái sở để người ta làm lại sổ rất là lâu. Thì quá trình làm sổ mới thì thường tốn khoảng 45 ngày đến 60 ngày làm việc, khá là lâu, nên các bạn cũng nên biết điều này để tư vấn cho khách và phòng trường hợp khách của bạn muốn đổi sổ mới các bạn nhé. Thì trên đây là những cái quá trình làm thủ tục đăng bộ sang tên cho khách hàng của bạn sau khi mà đã công chứng mua bán. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, hãy chia sẻ nó cho đến những người mà có mong muốn được biết các bạn nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại dưới bình luận và tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.